Chồng. Ủa, hôm nay chồng sao vậy? Công ty có chuyện gì hả? Nói chung thì cũng không có chuyện gì. Không có chuyện gì mà mặt mày anh ủ dột vậy hả? Sao vậy? Nói nghe coi có chuyện gì. Nói chung có chút chuyện á, phiền dữ lắm luôn á. Chuyện gì mà phiền vậy? Nói nghe coi. Nè, coi đi. Coi đi. Thì anh có khỏe không? Hôm nay anh đi làm có mệt không? Anh ăn cơm tối chưa? Ủa, cái quan trọng là cái gì phải không? Em nhớ anh nhiều lắm kìa. Đó. Ủa, cái này kỳ nha. Ủa, em là vợ anh mà em coi mấy tin nhắn gì khác nhắn cho anh gì mà em buồn cười là sao? Thì tin nhắn thì mắc cười thiệt chứ bộ. Ủa, cái gì đâu mắc cười. Rồi, không mắc cười nữa. Vậy nói nghe coi, ai mà nhắn tin cho anh mà nổi da gà ghê quá. Ủa, anh còn nổi da gà nữa. Phải chi em nhắn cho anh mấy cái tin đó là anh đâu có nổi da gà mấy tin này. Nói vậy nè, cái cô Uyên đó là nhân viên mới vô làm công ty của anh. Xong rồi tự nhiên thì hỏi ai đó lấy được số điện thoại của anh, ngày nào cũng nhắn tin cho anh cái kiểu này hết trơn. Rồi anh ăn cơm chưa, hôm nay anh có khỏe không, em nhớ anh nhiều quá, đêm nay em không ngủ được, trời anh muốn điên đầu với cỏ luôn á. Thì ra là nhân viên mới công ty anh, nhưng mà có chuyện gì đâu khó giải quyết. Bây giờ anh chỉ còn nói là anh có vợ rồi là chuyện giải quyết xong chứ gì. Trời, đơn giản quá ha. Anh nói 10 lần với cổ rồi cái chuyện này. Anh nói em ơi, anh biết á là em mến anh, em thích anh, thì cái chuyện đó là anh không có cản được. Nhưng vấn đề quan trọng là anh đã có vợ rồi. Hơn nữa, ở đây trong đây là công ty, nơi làm việc, chứ không phải là nơi mà để yêu đương nhăn cụi. Mà anh làm sếp nữa rồi, ai mà biết được người ta cười anh sao. Anh giải thích hết luôn. Cổ vẫn không chịu nghe, cứ ngày nào cũng nhắn tin anh, hỏi làm sao anh không phiền cho được chứ. Thì chắc tại người ta là con gái, nghĩ là anh ga lăng đẹp trai, rồi giàu có như vậy, quên cái là kiếm được chồng đại gia. Hoàn toàn không ga lăng nha. Những cái cử chỉ, những cái hành động của anh đối với cổ là vẫn là nhân viên với sếp thôi. Chứ chưa bao giờ có một hành động nào mà thân mật hơn. Anh nói em ơi, Quyên ơi, anh nói thiệt với em là bông đã có chậu rồi, là anh đã có vợ rồi. Thì đừng có bứng cái bông lên được, không có bứng lên được đâu. Đừng có mà mơ mộng diễn dâm nữa. Mà cổ vẫn không tha cho anh, cứ ngày nào cũng vậy. Vì anh không biết cái cách nào để mà cho cổ đừng có nhắn tin cho anh nữa. Anh cảm thấy anh quá phiền luôn á. Có gì đâu mà phiền, được gái đẹp nhắn tin thích gần chết. Nè nè nè, em có phải vợ anh không vậy? Tại sao em đọc mấy cái tin này nè? Rồi không biết rồi, không thương tôi chứ gì. Thấy người ta nhắn tin nhăn cụi với tôi vậy á, mà không ghen miếng nào luôn. Em á, em với anh ở nhà bao nhiêu lâu rồi, biết tính anh quá rõ rồi. Mấy cái tin nhắn này có là cái gì đâu. Từ từ, chuyện gì cũng giải quyết được hết á. Bây giờ em lo em nghĩ cách nào đó đi, để giúp cho anh nói cổ sao, làm gì với cổ á. Cổ kêu cổ đừng có nhắn tin cho anh nữa. Anh cảm thứ nhất là anh cảm thấy phiền. Thứ hai á, anh không có thích cổ. Mà để mà nó rùm beng lên rồi công ty ai cũng ngó tới ngó lui. Mặt mũi nào vô công ty mà đi làm việc nghiêm nghị với nhân viên chứ. Thôi được rồi em biết rồi. Muốn giải quyết chuyện này đúng không? Tất nhiên. Anh cứ để yên đó, mọi chuyện cứ để em lo. Alo, mẹ hả? Mẹ cho con hỏi á, ở dưới quê mình á, có ai tên là bà Thu Cúc không? Dạ không, con hỏi để biết đó mà. Ủa, là cô Tư của mình á mẹ? Dạ, con biết rồi. Dạ, không có gì đâu. Con hỏi thăm thôi mà. Dạ, vậy nha mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Sao tự nhiên em vô nhà nhà anh được vậy? Làm gì anh ngạc nhiên vậy? Anh nhắn tin em tới đây mà. Thôi không có đâu nha. Anh không bị anh nhắn tin kia tới đây đâu. À dạ cô. Có gì đâu, mình cũng cùng quê mà cô. À có Quyên đây nữa nè, cô nói chuyện với Quyên nha. Nghe đi mẹ em á. Alo. Dạ con nghe mẹ. Dạ. Dạ con biết rồi mẹ. Dạ. Chắc là em ngạc nhiên lắm đúng không? Thiệt ra
chị không nghĩ là hai chị em mình cùng quê, với lại mẹ chị với mẹ em cũng biết nhau nữa. Cho nên là hôm nay mời em qua nhà anh chị ăn cơm. Dạ em. Thôi có gì đâu mà ngại. Với lại á, em cũng là nhân viên mới công ty chồng chị nữa, rất là sẽ quen mà. Đúng rồi, ở đây ăn cơm với anh chị đi. Dạ thôi, chắc là em ghé một xíu rồi em có công việc, em phải đi về ngay giờ. Thôi ở lại ăn cơm đi rồi về. Dạ thôi, em xin phép chào anh, chào chị, em về ạ. Em sao nghĩ cách này hay vậy? Thì cũng ăn may thôi, vô tình em tới công ty đọc được hồ sơ lý lịch của cô ấy. Trời, em đọc được cái lý lịch của cổ luôn hả? Chị á, dù gì á thì em cũng là phu nhân của giám đốc mà. Công nhận giỏi thiệt á.